Thưa quý vị, có thể nói, sự hỗ trợ của lực lượng chi viện trên cả nước đã giúp thành phố Hồ Chí Minh giảm tài phần nào áp lực về y tế trong đỉnh dịch. Cũng trên địa bàn mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc thực hiện thí điểm chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp chi phí chênh lệch giữa ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị. Nguyên tắc của việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở điều trị COVID-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm. Chi phí điều trị các bệnh khác thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh. Đối với phần ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trước mắt thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19. Phần chênh lệch giữa chi ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị các cơ sở y tế tư nhân cân đối thực hiện đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí không sử dụng ngân sách nhà nước cho phép các cơ sở y tế tư nhân thực hiện theo cam kết của bệnh nhân tự nguyện để trang trải chi phí đây được xem là động thái mới của thành phố Hồ Chí Minh, bởi trước đó, trong văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế tư nhân chuyển đổi công năng điều trị COVID-19 của giám đốc Sở Y tế thành phố, đề nghị các bệnh viện tư không được từ chối hoặc yêu cầu người mắc COVID-19 ký cam kết tự nguyện trả toàn bộ chi phí, không được thu phí thêm chi phí điều trị bệnh COVID-19 của người bệnh. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin kính chào và hẹn gặp lại